Khó khăn ngày ấy, một chiếc xe đạp cọc cờ cha vào, cha vào một cái tiệm tạp hóa ven đường. Đồng bạc đồng tiền đếm đủ hay không, rớt lên rớt xuống vậy. Bán cho tôi vài bịch mì tôm, bán cho tôi một chai nước tương và 2 ký gạo. Người chủ bán không cho đảo, nhẹ nhàng thôi. Tôi tiếp tục trở về. Cận kề chẳng ai đề quề chai nước tương đó xa lưng. Chiếc xe yên xe và tôi chạy trong một con đường xa. Nhớ lại ngày ấy, những củi khô và dụng vật người ta bỏ nơi cạnh nhà và những cỏ xanh đang ươm tầm tất cả những màu sắc. Phố phường cách đi, đường lò trong đêm về nơi ánh lửa đó. Con cá lóc đứng trôi, ôi cái lò gạch bên đó. Qua đi rồi, nhớ lại, ô một em bé nhỏ tóc buộc lên và cháu đang ngắm nhìn. Cháu đang ngồi lên, thôi chú cho cháu 20 đồng tiền nhé. Cháu còn nhìn trên phía trên vách lá chữ cha mẹ.